Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thái Tộc TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là phong tục cúng hóng, cúng hơn nội của dân tộc Thái trên Tây Bắc. Hôm nay nhà bà dì của mình làm lễ cúng hóng hơn nội. Mời các bạn theo dõi video của mình. Theo phong tục là con lợn cúng hơn nội cũng sẽ được luộc ngay cạnh hơn nội như thế này nhé các bạn. Phong tục cúng là xương sườn nướng cũng không thể thiếu. Lần cúng hóng thì sẽ được luộc ở trên nhà nhé các bạn nhé. Đấy, phong tục là như vậy. Đây là con lợn để cúng hóng. Con lợn cúng hóng cũng không thể thiếu xương sườn nướng. Đây là ông đang đánh tiết canh để chuẩn bị cúng. Cái này lý dân tộc Thái còn tôi là dỗ là phải làm đầy đủ hết cơ tiết canh. Đấy, tiết canh. Đánh tiết canh cũng phải đánh trước cửa bàn thờ như này. Cái này làm món món chuồn lá chua. Chuồn lá chua ấy, các cụ phải có cái này. Lý ngày xưa này không thể thiếu hết. Không thể thiếu món này. Coi. Đấy. Xăm nhót cả, xăm súng nhô. Ừ, đi chơi ơi. Nhớ ơi. Cùng đang cùng hóng. Cùng theo lời cùng lưu cùng tấu cùng cá làm cá liền cái sàng này theo khẩu mới qua mà mới xài ta y bé mà nhà bùi cái thằng ấy xả cái này tay nó chỉ trong vài cái cây non ở tay anh hải nhớ mấy em đi ở đấy thế mà thấy sàng thấy theo cái hảo trên bàn cái cá cái cá là phú cái phú mẹ ó yêu cái bà yêu cá anh thấy đấy mà nhìn được thâu thế thì nó là cần ta nhìn từng cá thì cần nghĩ lọ nhìn nhớ cho dùng luôn cho nó đi cá là cái cần mà học cần nhìn mới nhất đây bà chuẩn bị cúng hơn nội cúng nhà con năm không đổi các bạn là quan xong nha ở nhà không đổi lại rồi đó ở nhà không đổi đấy đây là mở khi mở nó nóng đấy cha đã bắt tiền san ma tống đi rất là đông con cháu. Nhà con này là để cúng thờ cúng ông bà ngoại. Nhà con này là khi ông bà ngoại mất là con gái không thể thờ ông bà ở trong nhà. Phong tục của người Thái là như vậy. Để thờ cúng ông bà ngoại ở cái nhà con này. Thịt nướng xiên. Thịt nướng lá chanh nhá. Thịt nướng rất là thơm luôn. Đây là nhân để mình làm lòng dồi.
nay gia đình của nhà bà làm rất nhiều là món ngon luôn. Cá nướng kiểu người Thái, canh măng do, thầm xương, đậu lươn, thịt lươn. Gà luộc. Thịt nướng thơm phức rồi. Thơm các loại gia vị. Nếu các bạn yêu mến kênh của mình, yêu mến phong tục của người Thái, hãy để lại một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.